khi đến với em quay các anh chị, Kim Tiến có một doanh nghiệp đã cũng là 70 năm rồi các anh chị, hơn 1.000 nhân sự và một chuỗi thẩm mỹ. Với cái áp lực công việc nhiều như vậy, và vợ chồng Kim Tiến đã làm rất là nhiều việc và gần như là không còn thời gian các anh chị. Không có thời gian, và ông xã Kim Tiến là một người rất giỏi nhưng cũng không có sức khỏe luôn các anh chị. Cái điều ước mơ của anh lớn nhất là làm sao để có sức khỏe, và cứ thế nó trôi qua, và gần như cuộc sống của mình á là mọi thứ có tất cả các anh chị, nhưng nó lại là gì, một đời sống nó không có, nó làm cho mình là không có nhìn thấy được một cái giá trị sống tốt đẹp. Mặc dù là gì, nếu như mà nói về nhìn vào Kim Tiến thì có thể là người ta sẽ nhìn thấy được rất là nhiều sự xúc tốt ở đó, nhưng mà mình lại không có được cái sự cảm giác của cái sự tưởng này. Và cái cơ duyên đến với em quay đó là từ một cuộc điện thoại, và cái Tiến đã gọi điện thoại cho người tuyến trên trực tiếp của mình để mà mời hợp tác về một giải pháp thanh lọc các anh chị. Và chính cái cơ duyên này để cái Tiến đưa về phục vụ cho thẩm mỹ của mình về náo một rổ đó, nhưng mà từ cái nhân duyên này nó cũng là cuộc gọi định mệnh các anh chị. Và chính cuộc gọi định mệnh này, người tiến trên của Kim Tiến đã giúp cho Kim Tiến nhận ra được giá trị ở em quay, nhận ra được những cái điều mà Kim Tiến đang thầm ao ước là nó có ở đây. Và bắt đầu Kim Tiến tìm hiểu em quay và bắt đầu đối mặt với những cái khó khăn các anh chị. Khó khăn là gì ạ? Phải xuống núi các anh chị ơi. Tại vì tự nhiên đang cao cao tại thượng nó kêu đi học, thì cái chuyện đi học với mình nó là một cái gì đó nó rất là khó. Nhưng mà tiến trên mình nói là gì, 80% thành công ở đây là học tập. Và em muốn giúp nhiều người thì em phải đến lớp học. Và mình nghe nó ở giúp nhiều người, tự nhiên mình cũng động các anh chị, bởi vì sâu thẳm bên trong Kim Tiến luôn luôn mong muốn là tạo một cái giá trị gì đó. Và thế là Kim Tiến nói với tiến trên mình rằng là em sẽ đi học 3 tháng. Và khi bắt đầu đi học là Kim Tiến nhìn thấy nét vẻ ở em quay các anh chị, và nhìn thấy những cái giá trị mà Kim Tiến đang cần đều có em quay. Đầu tiên là cái lời về sức khỏe của gia đình này các anh chị, và cái sự quay quần của gia đình trong một cái mục tiêu chung các anh chị. Nhưng trên cái hành trình có khó khăn không ạ? Có các anh chị. Kim Tiến cũng phải đi OBB các anh chị, cũng phải đi chia sẻ cơ hội kinh doanh. Đường đường là một chủ doanh nghiệp, đường đường là một người điều hành, nhưng sau khi thì mình lại hẹn với những người rất là ở tầng, mình có thể nói là tầng thấp luôn các anh chị, để chia sẻ cơ hội kinh doanh. Thì lúc này mình nhận được điều gì các anh chị? Cũng sự từ chối các anh chị. Và một lần nữa Kim Tiến phải vượt qua những cái thử thách lớn nhất của mình, đó là ra quyết định thành công các anh chị. Và khi mà mình ra quyết định thành công thì sao ạ? Mình quay về với tuyến trên của mình để mình hỏi rằng là để hoàn thành những mục tiêu thì mình phải làm gì? Và tuyến trên cùng với mình ra một cái kế hoạch để mà mình hoàn thành những cái mục tiêu mà mình mong muốn đạt được ở em quay, đó là mục tiêu FC các chị. Và thế là người tuyến trên cho mình những cái đầu dòng ha. Và thế là Kim Tiến đã lên được một cái kịch bản cho mình. Và chính vì khi mà mình đã rõ ràng với chính mình, mục tiêu đã rõ ràng và không còn khó khăn nữa các chị, lúc này mình sẽ không thấy những cái chướng ngại phía trước, những cái rào cản về bên ngoài để làm khó khăn của mình nữa. Và Kim Tiến đã hoàn thành chinh phục các mục tiêu của mình một cách rất là nhanh các chị. Và kết quả là gì ạ? Là tháng 8 vừa rồi Kim Tiến đã hoàn thành Chimoro các chị. Và đến tháng 2 2025 này nè các chị, là Kim Tiến hoàn thành đài ngoan các chị. Và đặc biệt hơn nữa là gì ạ? Tháng 8 2025 Kim Tiến cũng hoàn thành ODC các chị. Wow. Vậy thì ở đây điều Kim Tiến tâm đắc là gì các chị? Một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc toàn diện phải cần có một bản thiết kế chi tiết rõ ràng. Và bên còn lại của mình là chỉ hiện thực hóa nó qua cái gì ạ? Và Kim Tiến xin chúc tất cả các anh chị đều có được cuộc sống viên mãn như ý của mình ạ.